Kênh nông nghiệp A Shop xin kính chào quý bà con. Thì Ngọc Hiển lại có dịp giới thiệu với quý bà con một cái vườn trồng sầu riêng ha. Thì qua màn ảnh của quý bà con đang xem thì quý bà con có thể thấy ở đây có vẻ như là chúng ta đang ở miền Tây ha. Vườn sầu riêng này không phải là ở miền Tây nha quý bà con. Nó là được trồng ở vị trí là huyện Đức Linh ha, Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Thì cũng xin giới thiệu với quý bà con rằng là ở cái vùng Đức Linh tỉnh Bình Thuận á, thì nó có một cái vùng là trồng lúa rất là nhiều nha quý bà con. Đây, trồng lúa này. Thì vùng này hiện tại đang có một số cái anh em ở miền Tây đi lên đây trồng cây ha, lên trồng cây sầu riêng. Thì đặc biệt là nông dân miền Tây của chúng ta là trồng theo, thông thường là thích trồng theo cái dạng canh tác là ruộng lúa và lên líp lên mô. Thì ở đây cũng giới thiệu với lại quý bà con là một vườn của một vị khách hàng của kênh nông nghiệp A Shop là anh Tình ở Đức Linh ha. Thì anh đã chuẩn bị hàng hóa đây, quý bà con thấy ở trên xe ha, chở sẵn cho sẵn tiện đi ngang thì chở luôn cho anh. Và ở đây là cái cái vườn sầu riêng đã được đào đường ống sẵn rồi ha, giờ chỉ có lắp vô nữa là tưới cho nó thôi ha. Cái vườn này thì được trồng vào mùa mưa nha quý bà con. Và trồng tới nay là cũng đã được chắc là tầm 4-5 tháng rồi. Thì cái cách trồng của chúng ta thì nó cũng là theo dạng lên mô như thế này ha, ủ rơm. Hay rơm ở đây thì xung quanh là rất là nhiều, cho nên chúng ta trồng sầu riêng dạng như thế này thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Và quý bà con cũng nhớ rằng là khi mà chúng ta trồng vào trong cái dạng trồng như thế này á, thì chúng ta nên trồng sen là sen cây mai hoặc là những cái cây nào mà khi nào ấy thì chúng ta có thể bứng đi được ha. Đây là anh trồng sen cây mai. Và ở đây là chúng ta trồng lên mô thì quý bà con thấy rằng là Ngọc Hiển đứng ở đây á, là cái mô nó cũng đã ngang tới lưng quần rồi, tức là nó cao khoảng tầm 1m đến 1m2. Giờ Ngọc Hiển sẽ đi theo chân anh Tình đi vào trong cái khu để mà để ống nước cách ha. Ở đây thì chưa có làm chòi cho nên là chưa có giữ được, nên là phải đi vô trong cái vị trí để mà chúng ta cách giữ, và mai mốt sẽ đưa ra làm ha. Sau đó thì Ngọc Hiển cũng xin giới thiệu với quý bà con là cái vườn của anh Tình đã làm cách đây hơn 1 năm, và cái vườn bưởi ở phía trong ha cũng trồng nhiều thứ ha. Chúng ta cùng vào xem ra thử nha. Thì trước mặt quý bà con đó thì chúng ta thấy rằng là cái khu vực này trồng nhiều loại cây ăn trái ha, và cái cảnh khung cảnh thì nó giống như là ở miền Tây ha, mặc dù là ở Bình Thuận nha, nó lại giống như miền Tây. Và chúng ta thấy rằng là anh đã đầu tư hệ thống tưới không theo dạng PVC giống như khu vực Đồng Nai mà quý bà con xem như ở video trước của Ngọc Hiển ha, mà ở đây là mỗi cây là đều được đầu tư một cái bát tưới là bát P ha, bát P9000 đấy. Thì cũng lên mô lên líp như vậy thôi, và tưới rất là tiết kiệm. Thì anh thấy tiết kiệm nên là anh cũng đã cho đầu tư thêm đây. Thì khá là đơn giản nha quý bà con. Cái bát nó chỉ cần tưới ở trong cái mô như thế này thôi. Như bát ở đây là bát 90 lít ha. Rồi chúng ta có thể xem mấy cái bát ở đây. Ở đây thì trồng nhiều loại cây là cây dừa và cây bưởi. Cây dừa xen vào cây bưởi. Đấy. Thì cái líp cũng khá là rộng nha quý bà con. Bề ngang nó khoảng tầm 8 mét, và
cây cách cây, cây cách cây là 5 mét. Như cây này thì có thể là trồng cách đây là hơn là gần 1 năm, bưởi phát triển cũng khá là tốt này, lá nó mở. Tất nhiên là về dinh dưỡng thì nó chưa có đạt lắm. Đây quý bà con thấy xem ha, đây cái bác nằm đây và phân được tủ ở đây. Thì hiện tại anh đang để cái phân phân bò khá là sát gốc, thì cái này Ngọc Hiển sẽ hướng dẫn thêm cho anh, tại vì chúng ta bỏ cái phân bò sát gốc như thế này sẽ rất là dễ bị thối ha, thối thân, thối cổ rễ. Chúng ta nên bỏ rìa rìa ở ngoài và sử dụng mô hình là chúng ta trồng cái cây hoa 10 giờ ở trên mặt này, hoặc là trồng một cái loại cỏ nào đó để che nắng, hoặc là chúng ta tủ rơm. Chứ chúng ta không nên bỏ cái phân bò nó quá sát gốc như thế này. Nếu bỏ sát gốc như thế này thì chúng ta sẽ nảy sinh ra cái tình trạng là rất là dễ bị thối thân ha, nấm bệnh nó xâm nhập ha. Nếu mà phân của chúng ta nếu mà phân NPK nữa thì lại càng dễ bị nó bị hư cái cổ rễ đây, nó hơi ngập vô cái cổ rễ quá nhiều ha. Thực ra thì cái rễ của chúng ta nó không nằm ở đây mà chúng ta nằm ở phía ngoài này đấy, thì quý bà con lưu ý. Và cũng vẫn là mô hình là chúng ta trồng chúng ta trồng là cây mai vào đây đấy, thì bên kia trồng cây dừa thì có vẻ như là không hợp lý lắm. Nếu như chúng ta trồng như thế thì sau này cây dừa nó sẽ che tán mất cái cây bưởi nha quý bà con. Thì một trong những cái kỹ thuật mà chúng ta nên chú ý một tí xíu với những cái cây mà trồng cây ăn cá trái mà lâu năm. Ở đây có trồng cây sầu riêng nữa nha quý bà con. Thì chúng ta trồng cây lâu năm và lớn thì chúng ta không nên trồng xen những cái cây mà nó có tán lớn ha. Có tán lớn nó sẽ giao thoa với nhau. Ở đây thì bưởi của anh cũng đang gặp một số cái vấn đề về bệnh ha. Về bệnh ghẻ rồi sâu vẽ bùa này. Đấy, thì cái này Ngọc Hiển sẽ gửi cho anh cái sản phẩm làm sản phẩm tinh dầu trị sâu. Đấy. Thì cũng quay để quý bà con cùng xem cái mô hình mà mặc dù là ở Đức Linh ha, mà chúng ta lại cứ nghĩ là chúng ta đang ở miền Tây. Thì rõ ràng rằng là cái phương án mà trồng lên mô là cho sầu riêng cũng như là cây bưởi thì nó rất là thiết thực ha, nó rất là hiệu quả và được rất là nhiều nơi áp dụng, chứ không có chỉ là ở miền Tây ha. Và cái khu vực này thì như Ngọc Hiển đã nói là người ở miền Tây lên đây đầu tư đất thì có thể là giá đất ở đây nó đang còn khá là rẻ ha. Vì khá là rẻ cho nên là đầu tư ở đây mà lại sông nước nó bao quanh. Ở đây là rất là gần với lại sông La Ngà nha quý bà con. Quanh năm là luôn luôn có nước và ruộng lúa là rất là rộng. Thì đấy là cái bác này là bác P9000 thì bên phía Ngọc Hiển sẽ cho khách hàng sử dụng trong vòng là 3 năm. Nếu như quý bà con có nhu cầu nâng cấp lên bác X9000 có lọc bên trong thì bên phía Ngọc Hiển cũng sẽ cho quý bà con được thay đổi ha, đổi bác chúng ta nâng cấp lên giống như kiểu mà chúng ta mua iPhone 10 chúng ta nâng cấp lên iPhone 11 hay là mua Samsung ha, Samsung Note 10 lên Samsung 21 Ultra vân vân, thì chúng ta chỉ bù một cái khoản tiền nó chênh lệch. Thì đó là một trong những cái ưu đãi của bên phía Ngọc Hiển cho phía kênh nông nghiệp A-Shop cho khách hàng, những khách hàng mà đã sử dụng của A-Shop. Có nghĩa rằng là khi mà sử dụng cái hàng hóa của kênh nông nghiệp A-Shop thì phía Ngọc Hiển đều có hỗ trợ cho quý bà con một cách là tận tình và sẽ quay lại vườn để thăm và xem thử là chúng ta tưới có được hay không. Và nếu như mà chúng ta gặp vấn đề gì bất trắc thì cứ liên hệ với kênh nông nghiệp A-Shop qua cái số điện thoại trên màn hình để Ngọc Hiển cùng đội ngũ công ty có thể hỗ trợ cho quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video này ha. Xin chào và hẹn gặp lại.